Đối với những người có tuổi như bà Phương ở phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, lúc đầu còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mã QR code. Tuy nhiên, nhờ được sự hướng dẫn tư vấn của các đoàn viên thanh niên Vietinbank Thái Bình, thì phương thức thanh toán này đã giúp công việc kinh doanh của bà thuận tiện rất nhiều. Trước đây thì phải thanh toán bằng tiền mặt, nhưng mà bây giờ có khách hàng người ta không mang tiền đi luôn ý. Thì có mười mấy nghìn hoặc là mấy chục nghìn người ta cũng quét theo cái mã của bên ngân hàng hướng dẫn. Thì người ta cứ chuyển tiền qua cái mã đấy thôi. Nó rất là thuận tiện cho cả khách hàng và cả chủ hàng. Thanh toán QR code là hình thức sử dụng điện thoại thông minh quét mã vạch có sẵn để thực hiện thanh toán. Với hình thức này, sẽ không cần phải mất thời gian điền thông tin cá nhân hay số tài khoản ngân hàng, cũng không cần dùng đến thẻ ATM và tiền mặt, thuận tiện với cả người tiêu dùng, doanh nghiệp lẫn ngân hàng, cắt giảm được nhiều chi phí. Thanh toán tiền mặt thì nhiều khi là nó rất là mải anh ạ. Vâng, khách thì đông mà tiền lẻ thì nhiều khi là thiếu, không có. Thế từ ngày có cái mã QR code của ngân hàng Vietinbank thanh toán chuyển khoản nó thuận tiện và nhanh gọn hơn, mà cảm thấy nó đơn giản. Đấy, mà là nhất là lại được miễn phí nữa, cho nên là bây giờ họ lại dùng rất là nhiều. Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vietinbank Thái Bình tổ chức chương trình Ngày hội số trên đường phố trên địa bàn thành phố Thái Bình. Gần 100 đoàn viên thanh niên Vietinbank Thái Bình chia thành nhiều nhóm trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt. Với buổi ra quân lần này, chúng tôi hy vọng mang những sản phẩm ngân hàng hiện đại, tiện ích đến với người tiêu dùng, qua đó góp phần nâng giá trị cuộc sống của người dân. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ triển khai việc kết nối giữa Vietinbank với các đơn vị bạn như là các đơn vị trường học, các đơn vị bệnh viện để triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt, thu viện phí không dùng tiền mặt, đồng thời triển khai việc tuyên truyền đến với tất cả các người dân ở địa bàn tỉnh Thái Bình về việc thanh toán không dùng tiền mặt. Với sự vào cuộc tích cực của tuổi trẻ Vietinbank Thái Bình, công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của chi nhánh đã có những chuyển biến tích cực, trở thành một trong những trọng tâm chiến lược phát triển của Vietinbank. Một số giải pháp công nghệ như điện toán đám mây, nhận diện sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt được Vietinbank ứng dụng thành công trong dịch vụ quản lý tài chính khách hàng, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong kênh thanh toán không dùng tiền mặt, mang lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng, đáp ứng được nhu cầu thanh toán mọi lúc mọi nơi của người dân, doanh nghiệp.